Và các bạn cũng đã biết là Thuận đã chốt lời 20%, nhưng mà nào mà chưa xem cái video Thuận đăng cách đây 2 ngày, cái video là 950, thì cũng nên xem để hiểu những cái lý do tại sao mà Thuận đã chốt lời 20%. Và một trong những điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là khi mà các bạn có lời nhiều mà các bạn có quy định chốt lời, thì đương nhiên đó là quy định của từng cá nhân. Nhưng mà khi mà các bạn đã có ý định chốt lời, các bạn cũng cần phải có một cái kế hoạch gì đó. Tại vì cái lý do tại sao mà Bitcoin tăng chứng mạnh, nhiều crypto tăng chứng mạnh, đó chính là cái lý do liên quan đến lạm phát liên quan đến nhiều người bây giờ nghĩ là đồng đô la có nghĩa là cái đồng lưu trữ giá trị quốc tế sẽ tiếp tục bị mất giá và mất giá tại vì tình hình bây giờ thì tiền in ra rất là nhiều thì cũng vì lý do đó nếu như mà các bạn không có những cái kế hoạch mà các bạn chốt lời mà các bạn để tiền mặt thì các bạn cũng sẽ gặp cái nguy hiểm đó đó chính là tiền mặt các bạn có thể bị mất giá rất là nhanh ở trong thời điểm bây giờ đây là một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn thường chúc lời tại vì thường đã có một cái kế hoạch của Thuận và đương nhiên thường sẽ chia sẻ với các bạn trong những cái video sau này kế hoạch đó là kế hoạch gì và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một số những cái thông tin khác thì đây là một cái biểu đồ mà nhiều bạn quen thuộc đó chính là cái biểu đồ chu kỳ tâm lý thị trường thì những người nào mà không rành về cái biểu đồ này đó thì cũng nên xem cái video Thuận giải thích chi tiết hơn là gần đây là cái video 922 phần 2 và phần 3 thì uh, trong video này Thuận giải thích rất nhiều về biểu đồ này là như thế nào, làm sao mà chúng ta có cái biểu đồ này và biểu đồ này là chúng ta nên đọc như thế nào, vân vân. À, thuận sẽ để cái link ở bên trên màn hình hay là nếu thường nhớ, thuận nhớ thì sẽ để cái link ở bên dưới cái phần mô tả của video để các bạn bấm vào để xem để hiểu thêm về cái mô hình tâm lý thị trường này. Nhưng mà trở lại thì đã lâu rồi chúng ta không có nói về mô hình tâm lý thị trường này. Thì bây giờ ngày hôm qua Thường đã đưa ra một cái bài bỏ phiếu. Thì hôm qua đội Thường cáp đã đưa ra một cái bài bỏ phiếu xem coi là chúng ta bây giờ đang nằm ở trong cái thời điểm nào của cái mô hình chu kỳ tâm lý thị trường này. Thì đã có rất nhiều bạn, 633 bạn bỏ phiếu. Thì những bài này những bạn mà đã bỏ phiếu khi mà thấy cái link Thường chia sẻ trên những cái mạng xã hội thì các bạn thấy được là trong cái 633 bạn này chúng ta đã thấy được là phần lớn phần lớn mọi người bây giờ đang tin tưởng là chúng ta đang nằm ở trong cái thời điểm niềm tin 35,55 phần trăm các bạn thấy được là cái đó chính là cái thời điểm là phấn khích 19,75 phần trăm và hưng phấn là 15,64 phần trăm hưng phấn là cái đỉnh của một đợt tăng trưởng các bạn thấy được là chỉ trong cái phạm vi niềm tin phấn khích hưng phấn chúng ta đã có khoảng chừng là 35 cộng thêm khoảng chừng là 20 phần trăm là 55 cộng với lên 15% là khoảng chừng 70%, khoảng chừng 70%, 7/10 người. nói là chúng ta đang nằm ở trong cái thời điểm nào? Đang nằm ở trong cái thời điểm uh, từ cái niềm tin lên tới hưng phấn và phần lớn mọi người bây giờ nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong niềm tin, có nghĩa là chúng ta vẫn còn một khoảng tăng trưởng và cái khoảng tăng trưởng từ niềm tin đến hưng phấn là khoảng tăng trưởng mà giá cao tăng trưởng mạnh nhất, tại vì chúng ta đang đi theo một cái tăng trưởng gọi là parabolic move. Thì cái giá sẽ tăng trưởng rất mạnh nếu như mà nhiều bạn đó chúng ta nằm trong niềm tin thì giá hoàn toàn có thể là nhân hai ở cái thời điểm bây giờ tại vì đó là điều chúng ta đã thấy ở cái thời điểm năm 2017 và đương nhiên rất ít bạn nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong cái thời kỳ đi xuống nghĩa là kiêu căng hay là lo ngại mọi người bây giờ nghĩ chúng ta nằm từ niềm tin đến thân phấn thì phần lớn bây giờ như thường đã chia sẻ mọi người đều nghĩ chúng ta đang nằm trong cái thời điểm niềm tin thì ở trên đài CNN nó cũng đưa ra một cái bài bỏ phiếu đây là bài bỏ phiếu bởi Smirconis com thì bài bỏ phiếu này đã hỏi là những người nào mà tham gia bỏ phiếu đó có đầu tư vào Bitcoin hay là không thì dựa theo cái bài bỏ phiếu này các bạn thấy được là 86% nói là sẽ không đầu tư vào Bitcoin trong khi 14% là đầu tư vào Bitcoin và cái cuộc bỏ phiếu này là khoảng 20.839 người đã bỏ phiếu thì cái số lượng người bỏ phiếu này đó tuy là chúng ta thấy là nhiều nhưng mà thật ra không thể nào mà làm đại diện cho cả cái thị trường tài chính được và chúng ta cũng không có hiểu rõ là cái số người bỏ phiếu này là những người mà họ lấy từ đâu cho nên nhiều người thì cũng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến cái phần trăm này nhưng mà nếu như mà phần trăm này có một cái sự liên quan đến sự thật bên ngoài như thế nào thì các bạn thấy được là 14% của những người mà trả lời nói là sẽ hay là đã mua Bitcoin thì cũng coi như là chúng ta đang ở trong cái thời điểm rất là sớm tại vì 86% còn lại vẫn chưa có mua Bitcoin hay là không có định mua Bitcoin thời điểm bây giờ và nếu như mà giá cứ tăng trưởng thì càng ngày sẽ có càng nhiều người trả lời yes sẽ đi mua Bitcoin hay là đã mua Bitcoin rồi Tại vì các bạn thấy được là không có gì mà quảng bá cho một cái mảng đầu tư tốt hơn là giá cả tăng trưởng chúng ta cũng đã từng nói tới cái giả thuyết này các bạn thấy được chúng ta có thể nói được là bitcoin là một cái thị trường phi tập trung là một cái mảng đầu tư mới như là internet như là vàng điện tử như là bất cứ một cái gì đó các bạn có thể giải thích nhưng mà không có gì quan trọng hơn là giá cả tăng trưởng tại vì khi mà giá cả tăng trưởng khi mà các bạn nghe bạn bè các bạn nói là giống như giả sử như là các bạn là đầu tư về bitcoin đi là các bạn có Uh, cái sự lợi nhuận tăng trưởng. Giả sử như thường cho các bạn một cái ví dụ là các bạn là một người duy nhất trong một đám bạn mà đầu tư bitcoin trước đây, giống như như cách đây một năm đi, thì khi các bạn nói là sẽ không có ai nghe, thậm chí họ có thể cười các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn đã bắt đầu có cái sự lợi nhuận rồi, bắt đầu là họ thấy cái sự lợi nhuận đó không chỉ là trên màn hình mà các bạn chúc lời, sau đó các bạn là đi mua nhà, mua xe thì lúc đó mọi người bắt đầu quan tâm đến và mọi người lại muốn đầu tư vào thị trường này cho nên không có gì quan trọng hơn là giá ca tăng trưởng, giá ca tăng trưởng là một trong những công cụ quảng bá tốt nhất ở trong bất cứ thị trường tài chính nào và công cụ này đang được sử dụng rất phổ biến ở trong thị trường bitcoin. Các bạn thấy được là bây giờ chúng ta theo dõi những người mà nổi tiếng trong thị trường này đã hầu như không còn ai đi vào chi tiết bitcoin là gì như là cái sổ cái phi tập trung mạng lưới blockchain hoạt động như thế nào và thưởng bạc như thế nào vân vân bây giờ mọi người chỉ quan tâm đến là bitcoin sẽ trở thành một vàng điện tử bitcoin sẽ có giá trị là 100 trăm ngàn một triệu khiến cho rất nhiều người phô mua vào thì điểm bây giờ trên không có gì quan trọng hơn là giá cả tăng trưởng ở thời điểm bây giờ cho nên thường mới nói là nếu như giá cứ tiếp tục tăng trưởng thì sẽ càng nhiều người tham gia vào thị trường này và càng nhiều người tham gia thị trường này thì giá lại càng tăng trưởng tiếp tục đây là điều mà chúng ta muốn thấy Và cái sự hứng thú rất là mạnh Các bạn thấy được là Canada thì đã có bây giờ là hai Bitcoin ETF Và Bitcoin ETF của Canada đó trong vòng 2 ngày đầu tiên giao dịch thôi Đã lên tới con số là 421 triệu Có thể nói là đã đạt được nhiều kỷ lục so với là những cái ETF khác Những quỹ đầu tư ETF uh, của những cái mảng đầu tư khác khi mà ra đời Thì không có nhiều người giao dịch như vậy Cho chúng ta thấy được là có rất nhiều người À, không thể mua bitcoin được vì một lý do nào đó có thể là họ làm việc cho công ty mà không cho họ đi thu bitcoin trực tiếp và công ty có những cái luật gì đó liên quan tới là không cho thu mua những gì mà không liên quan đến chứng khoán cho nên khi mà bitcoin xuất hiện ở trên những sàn chứng khoán với cái dạng là bitcoin etf thì đã có rất nhiều người thu mua. Đương nhiên đây chỉ là Bitcoin ETF của Canada. Chúng ta bây giờ vẫn đang chờ đợi là NYDIG NYDIC và công ty Morgan Stanley có thành công để thuyết phục SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ để có được một Bitcoin ETF hay là không. Đây là chúng ta đang chờ đợi và nếu như có thì thường nghĩ là qua 100.000 đô là một điều rất dễ dàng nếu như có một Bitcoin ETF xuất hiện ở Hoa Kỳ. Kế tiếp thì các bạn thấy được là plan B update cái biểu đồ này một lần nữa thì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này thì cái màu mà xanh nhạt ở bên trên này đó chính là cái biểu đồ của đợt tăng trưởng giá cả của năm 2013 và bên dưới này cái màu mà xanh đậm này đó chính là cái biểu đồ tăng trưởng của giá cả Bitcoin trong năm 2017 thì chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này là cái thời điểm hiện bây giờ thì thời điểm hiện bây giờ đó Plan B thấy được là càng ngày thì cái mô hình tăng trưởng càng giống như năm 2013 chứ không phải là năm 2017 và cứ tiếp tục như vậy thì giá cả đạt được 100.000 đô sẽ từ tháng 4 cho đến tháng 9 của năm nay và chúng ta vẫn tiếp tục thấy là giá cả đang hướng tới cái mức là 100.000 đô và nếu như chúng ta thấy là biểu đồ này đi theo cái xu hướng của năm 2013 thì đừng không dám nói là giá sẽ đi tới đâu Các bạn thấy là giá có thể là đi rất là cao Tại vì các bạn thấy được nếu như mà đi theo năm 2013 thì giá có thể là lên tới gần như là 900 000 đô la cho một đồng Bitcoin không ai có thể dám nói tới là Bitcoin có thể là đi tới cái mức đó. Chúng ta bây giờ chỉ có thể là đi từng bước một mà thôi. Bây giờ thì giá vẫn đang hướng tới 100.000 đô. Và cái mức hiện bây giờ ở 58.200 đô thì giá Bitcoin rất gần với là 100.000 đô hơn là 0 đô la. Và chúng ta bây giờ thấy là nếu chúng ta muốn lên tới cái mức là 100.000 đô thì Bitcoin cần phải tăng trưởng bao nhiêu. Chúng ta bây giờ hãy lấy cái máy tính ra 100.000 đô trừ cho cái giá hiện bây giờ là 58.200 đi thì Bitcoin cần phải tăng trưởng 41.800 và 41.800 chia cho so cái giá hiện bây giờ 58.200 thì Bitcoin cần phải tăng trưởng tổng cộng là các bạn thấy được là tính theo phần trăm là khoảng 71% nếu như Bitcoin tăng trưởng 71% từ bước này thì tăng trưởng 71% sẽ dẫn đến là Bitcoin có cái mức giá là 100.000 đô chúng ta bây giờ hãy trở lại con cách đi để thường coi coi là trong thời gian qua Bitcoin tăng trưởng phần trăm như thế nào thì các bạn thấy được là trong vòng một Tháng qua thôi, trong vòng 30 ngày qua, Bitcoin đã tăng 88,6%. Có nghĩa là nếu như mà phần trăm tăng trưởng như vậy thì các bạn thấy được là 70% là một cái phần trăm tăng trưởng hoàn toàn có thể. Dẫn đến Bitcoin có thể là trong thời gian rất nhắn như là đã chia sẻ bởi uh, Plan B, Stocky Flow là Bitcoin có thể lên tới cái mức giá là 100.000 đô từ cái phạm vi là tháng 4 cho đến tháng 9 của năm nay. Hoàn toàn là một điều có thể với cái tốc độ tăng trưởng như thế này. Chúng ta bây giờ hãy nhìn vào giá Bitcoin bây giờ thì các bạn thấy được là Blockport để đưa ra một cái so sánh là một Bitcoin bây giờ bằng một kg lô vàng Các bạn thấy được là một Bitcoin là một kg lô vàng tôi cũng không biết nói gì hơn có thể nói là một điều mà cách đây một năm các bạn nói người ta chỉ có thể nói các bạn là mơ mộng mà thôi nhưng mà bây giờ đây đã là sự thật một Bitcoin là một kg vàng và sẽ nhanh chóng một Bitcoin sẽ là hai kg vàng nếu như mà giá tăng lên tới 100.000 đô chúng ta bây giờ hãy nói tới cái Điều mà đang xảy ra hiện bây giờ đây là một cái phong trào, một số bạn hỏi thường là tại sao mà ở trên Twitter đã có rất nhiều người nổi tiếng trong thị crypto này đã như là Changpeng Zhao, CZ uh, của sàn Binance hay là uh, anh em của sàn Gemini hay là Anthony Pomliano hay là Michael Saylor của Michael strategy rất nhiều người bây giờ thì lại đổi cái con mắt của mình có cái tia laser thì đây là một cái phong trào hiện bây giờ. Các bạn có thể thấy là nhiều người ở trên Twitter chỉnh cái profile picture như vậy. Tại vì đây là một cái phong trào ý nghĩa là laser focus. Thì laser focus thường không có cách nào để mà dịch ra tiếng Việt hết. Thường có thể dịch là cực kỳ tập trung cho đến khi nào mà bị cơm 100 rồi thì mới tắt laser. có nghĩa là họ sẽ để con mắt có cái tia laser, cơ kỳ tập trung cho đến khi nào mà Bitcoin lên 100.000 đô, rồi lúc đó là mới tắt cái laser. Đây là cái hiểu đơn giản về cái phong trào hiện bây giờ có rất nhiều người tham gia. Có nghĩa là bây giờ, những người này sẽ tiếp tục để con mắt gì cho đến khi nào mà Bitcoin trở thành 100.000 đô. Đây là một cách nhìn mà rất là thú vị, được chia sẻ bởi Bloomberg Ben Koppman ở trên Twitter. Thì Ben Koppman chia sẻ một cái hình ảnh, hình ảnh cho mình các bạn đó đây là cái hình ảnh rất quen thuộc, cái hình ảnh mà cái đợt tăng trưởng của năm 2017 sau đó giá Bitcoin từ gần 20.000 đô mà xuống chỉ còn có 3.500 đô thì nhiều người cho đây là cái đợt vỡ bong bóng nhưng mà nhìn vào một cái góc cạnh khác đó thì bong bóng Bitcoin chưa bao giờ vỡ nếu chúng ta nhìn vào cái thời gian xa hơn thì Bitcoin chỉ là trong một cái mùa tăng trưởng cực kỳ mạnh từ cái lúc mà ra đời cho tới bây giờ. Nếu các bạn nhìn vào cái góc cạnh đó thì cái đợt đi xuống giá của năm 2017 đó từ khoảng chừng là 20.000 xuống còn 3.000 rưỡi chỉ là một cái đợt điều chỉnh mà thôi sau đó giá cả lại tiếp tục tăng trưởng nếu ta nhìn vào cái thời gian xa hơn đây là một cái cách nhìn rất thú vị và thường muốn chia sẻ với các bạn tùy theo là các bạn nhìn vào cái khung thời gian nào nếu các bạn nhìn vào cái khung thời gian xa hơn nữa thì cái đợt điều chỉnh của năm 2017 chỉ là một cái đợt điều chỉnh rất là nhỏ nếu bị không tiếp tục tăng trưởng thì cái lúc điều chỉnh này đó cái phần điều chỉnh này sẽ càng ngày càng khó thấy hơn ở trên màn hình tại vì càng ngày sẽ càng bị thu nhỏ lại tại vì giá cả càng ngày càng tăng lên cũng như là khi mà các bạn nhìn vào những cái đợt điều chỉnh trong lúc mà nó đang xảy ra đó thì các bạn thấy được là khi zoom vào thì những cái đợt điều chỉnh này nhìn rất là lớn 30%, phần 50% nhưng mà khi mà các bạn zoom ra thì giá cả càng tăng thì cái đợt điều chỉnh này càng ngày càng nhỏ lại thì nhiều người tin tưởng là sau này khi mà giá Bitcoin lên tới mấy trăm ngàn đô thì cái đợt điều chỉnh từ 20 ngàn xuống còn 3 rưỡi đó chỉ là một cái gì đó rất khó thấy trên màn hình mà thôi đây là điều mà thượng muốn nói với các bạn